Bây giờ đi vô coi nhà. Sang tên ngày hôm qua, bây giờ người ta mới gửi cho mình cái số mật mã của cái đồng hồ của cái chìa khóa như thế này. Lấy ra cái mở được. Vô coi nhà có hư gì nhiều không? Mua nhà đấu giá trên mạng là hên xui. Tại mình không có được quyền coi nhà trước. Mua sang tên, người ta tới nhà mình sang tên tại nhà. Rồi người ta mới gửi cho mình cái số mật mã, mình xuống mình mở ra. Mình vô nhà mình coi có hơn nhà không. Hơn thì cái nhà còn ngon. Còn xui mấy cái nhà mà người ta bỏ lâu quá rồi. Bây giờ thật thấy hư thấy chữ nhiều. Này là nhà Việt Nam gọi là nhà liên kế hả? Nhà liên kế. Mà nói anh nói này người ta mở không được. Ai mở không được hả? Coi lại coi số mai số đúng số không? Đúng số. Rồi. Được rồi đó. Sao phải ra giữa đường mà đứng á vậy? Xe nó đụng một cái nó bỏ chạy á. Vô nhà. Alo. Cái gì vậy? Alo. Con có ai chồng hả? Ghê. Em tưởng anh thấy ai, anh say hello. Vô. Đi vô nhà. Mình bữa nay mình đi theo mình quay phim giúp. Em cứ quay ra lấy cái đèn, mình xuống hầm nữa. Ở ngoài đi vô là phòng khách. Phòng khách. Thôi nhà hư mất, người ta bỏ không có tiền trả rồi, giờ nhà băng lấy rồi bỏ ra bán đấu giá rồi mình mua. Sau cái phòng đây là cái cầu thang đi lên lầu. Sau cái cầu thang là cái này chắc phòng ăn quá. Trời ơi, cái này hư rồi. Hư. Một lỗ ra này. Hả? Nóc nó mới. Sao đâu? Sườn thiệt nè. Nó làm xi măng, mình ghét xi măng rồi thôi. Ở nóc mà, bị nóc, nóc nhà. Sau phòng ăn, cái này chắc phòng ăn á. Sau phòng ăn là nhà bếp. Trời ơi, bàn tà lông. Bị nóc nhà bị ấy rồi. Trời ơi. Sao được không hả? Mày phải làm hết rồi. Nhà hư nặng rồi. Bếp. Bị nước sập hết trơn rồi. Đó, mua nhà trên mạng là hên xui. Bây giờ mình mới được vô lấy chìa khóa vô thấy nhà. Bởi vì mới có giá rẻ. Chịu cực bỏ công làm lấy lời. Cũng giống như mình đi làm. Nóc nhà bị lụng á. Làm cần làm nóc nhà mới. Đây nữa. Sao nóc nhà mà không có nước xuống với nóc nhà? Này nó bỏ lâu thôi. Nóc nhà ra nước đâu vô đâu nè. Nó làm rồi. Bị gì mà có cái lỗ rồi. Không, nhà băng nó cho người làm rồi, đó nó đổ á. Ngân hàng nó cho người làm rồi đó, nó đổ nóc nhà chảy nhựa xuống đó. Nóc nhà làm rồi. Nhà làm rồi thì chỉ sửa này lại thôi, này đấu gì? Này sửa đóng spray for này vô, bắn xí rác vô mới thôi, đóng gì đâu. Này bắn xí rác rồi. Phải không anh, nói cho em đừng sợ. Sao anh nhìn thấy cái này? Bắt buộc là phải làm vậy rồi, cái này là bắn xí rác vô thôi. Không có gì đâu, chuyện nhỏ. Đi. Vậy này, cái này là nhà bếp, còn này là gì? Phòng ăn. Phòng ăn kia rồi. Phòng khách. Trộm khách, ai có kia đây? Phòng khách là ngoài đây không? Quay đàn mà, trời ơi. Quay phim mà. Mới quay mà, có biết đâu. Này ăn sau nhà. Sau nhà có cái này để lên. Ok. Sau nhà giống như cái sân vườn vậy đó. Ok, giờ đi lên lầu.
lầu con lên mình, lầu lên lầu con mình sợ sợ Mỹ đen ngủ rồi. Hello. Trời cầu thang giống muốn sụp vậy các công công. Hello. Mình đang bị bệnh nghe cho nên tiếng mình không có rõ lắm đâu. Phòng cũng rộng nè. Trời. Phòng cũng rộng. Cửa sổ cũng ok. Sơn gì màu tím hả? Ừ. Ủa sao đây nó công công vậy ta? Kiểu nó hả? Kiểu nó vậy á. Được mấy mấy phòng ngủ hai hả? Phòng ok. Hai phòng ngủ hả? Hai phòng ngủ. Ừ. Để coi thử cái mới lên đây nè. Anh cần làm cái gì? Cái này anh cần làm cái gì? Anh giới thiệu cho. Để bấm xi rác rồi. Bấm rác lại. Hết nhà luôn hả? Ừ. Trời. Xi rác là nó nhẹ nữa. Xi rác xong rồi mình test thôi. Bấm xi rác hết nhà. Lột thảm này thay thảm mới. Đây nhà tắm đây. Ủa sao nó hai phòng ngủ vậy? Có một phòng ngủ à? Đây phòng nữa nè. Nhà tắm. Trời ơi cầu tiêu. Lắm. Nhà tắm làm lại. Làm cái đồ mở nước lại nên nó gãy nè. Tủ mát ở trên. Cầu tiêu. Để thay đồ mới rồi thôi. Em mở cái phòng ra đây. Hello. Cửa đóng mới sợ. Đây phòng ngủ. Nhà có hai phòng ngủ thôi. À, nó làm rồi nè đó. Nó có làm rồi đó. Nó làm rồi. Nó không bị ấy đâu. Nó ok. Vậy là đầu tiên đi, vậy là nước vô cho nó hư đúng không? Hư nó mới làm lại. Nó làm rồi. Sao nó bị lõm, nó lõm nè. Điện ổ điện cả trăm năm mà. Giờ đâu có dùng bơi cái công tắc này đâu luôn. Tắt cười nhà xưa. Nhà xưa phải thay mới rồi. Hôi mắc quá. Xuống rồi em gạt mũi rồi. Dĩ nhiên người ta đóng cửa nó bỏ đây nấy rồi. Tại đang bị bệnh nữa. Bị bệnh á thì hôi nặng đầu. Rồi phải đóng hết xí rác cả nhà. Ủa xí rác gì nam là gì? Còn là gì? Thạch cao. Đóng thạch cao hả? Ừ. Đóng ép vô tường hả? Được nha, được. Đang đâu gì đó. Còn cái floor này muốn cải thảm thì bỏ thảm lên thôi. Cải thảm thôi. Hay là nó có giờ nó có gạch mới, loại gạch mới làm gạch mới người. Gạch đó đây là đường xuống hầm nè. Nhà có hai phòng ngủ không? Ừ. Hello. Hello. Ở xuống hầm sợ quá. Có nước. Đây, mình xuống quay nha. Có nước vô. Đây nhà này nhà dùng lạnh thì nó có cái hầm gọi là basement. Basement này thì cái này là máy sưởi. Này máy sưởi, cái này nó có nước vô ở đây, nước vô hầm, không biết là nó bị đâu đây. À ok, ai ga giường. Nó bị rỉ nước ở đây. Ok. Bị rỉ nước ở đây. À, thằng này cũng không có gì mà đáng kể. À, cắt cái ống nước này ra, cái ống nước khác mới là thôi. Nó có cái con tắc mà nó bị hư rồi. Ok. Nhà xưa nè. Đó. Sửa lại, chịu cực, chịu khổ sửa lại. Mới có tiền. Đây nó bỏ máy giặt máy sấy dưới đây. Ở đây làm cái gì đây không biết nữa. À cái ống hơi máy lạnh. Máy lạnh và máy sưởi. Nó là nhà cũ, nhà xưa mà nhà này thì ok, nhà này còn được, không gì. Không có gì quan trọng. Cái ống hít này, ống hít ga.
Hết ghê hết ghê vô từ đâu? Ok. Rồi ga vô đây, ống ga cũng còn mới, quá tốt. Nên nó mới thay ống ga. Ống nước rồi, ống nước chảy nè. Để sửa lại. Nhà này thì nó có hai phòng ngủ, hai phòng ngủ, một phòng tắm. Nó có nhà bếp. Phòng ăn. Thì nói chung là nếu mà không phải trong nghề nhìn thấy nhà thì sợ lắm. Cái này thì không có gì. Này không có gì hết. Những tình trạng như vậy thì mình chỉ đập cái xí rác này ra, cái chai wall này ra, rồi gỗ cái hư thay gỗ khác, rồi bấm cái drywall, bỏ drywall bay lại cái thạch cao lại thôi thì nó ok, nó mới thôi. Nhà này thì nằm ở ngay trung tâm thành phố của Wilmington, Delaware. Nhà này mua rất là rẻ, mua chưa được 1 tỷ đồng Việt Nam. Mua chưa được 1 tỷ. Nhưng mà khu này thì rất tốt, nó gần bệnh viện, nó gần những cái hãng dealer xe, hãng BMW, Lexus, Mercedes, đều nằm ở gần đây hết. Nhà cũng còn ngon, nên là mình rất là may mắn. Nhà này nếu mà sửa, nhà này sửa cỡ chừng 3 tháng. Nếu mà một mình sửa, nếu mà hai người sửa thì chắc cỡ tháng rưỡi xong. Rồi, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nếu mà ai có muốn mua mà để sửa lại ở hay là bán thì cứ liên lạc mình để nhường lại cho. Mình có cơ hội sửa lại thì không có bao lâu mình có căn nhà mình ở. Căn nhà này thì hiện giờ cho mướn ở khu này được mướn cũng được là 900 tháng. Còn cái giá mua thì mua chưa được 1 tỷ đồng Việt Nam. Quá rẻ. Mà nhà thì trước nó làm gạch rồi, gạch. Cửa sổ nó mới thay cho mình, ngân hàng nó mới thay. Cửa sổ ok, giấy của ngân hàng là dán nè. Dán giấy đây. Đó, này mua là của ngân hàng. Dạ, cảm ơn quý vị nhiều. Cảm ơn quý vị theo dõi kênh của Lucky Man. Dạ, cảm ơn quý vị. Hẹn gặp quý vị khi khác.